Xin chào các bạn nhé, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây cả nhà ơi, hôm nay hai mẹ con em ra đồng để chia sẻ ẩm thực tới tất cả mọi người nhé mọi người nha. Đây. Làm cá đốt rảnh mọi người ạ. Từ giờ đến Tết là sẽ bắt đầu rảnh nhé cả nhà nhé, nên là ra đồng để làm video cho thay đổi không khí một chút nhé cả nhà nhé. Tí nữa em Đoàn sẽ đến sau nhé mọi người. Đó. Trời hôm nay khá là lạnh mọi người ạ, hơi se lạnh một chút. Hợp với thời tiết ăn cá đốt nên là hai mẹ con em sẽ ra đồng vừa chơi vừa ăn cá đốt nhé mọi người nhé. Gió lắm đúng không? Nhóm được không? Hơi gió. Ở đây họ trồng ngô rất là nhiều mọi người ạ. Gieo ngô vào ruộng đây kìa. Rất là tốt luôn cả nhà đây kìa. Trồng chắc là không kịp lấy bắp của nó đâu, để trồng cho con trâu con bò ăn. Thời gian Tết là không đi cắt cỏ được. Trồng cho con trâu con bò ăn thôi. Em sẽ đốt ăn nhé mọi người nha. Thời tiết này khá là hợp với cá đốt mọi người ạ. Lâu lâu không được ăn thèm lắm. Sẽ ướp khén cả nhà nhá, em sẽ ướp bằng một lọ chẩm chéo này thôi nhá cả nhà nhá. Đi đâu làm gì ăn gì không thể quên được cái món chẩm chéo này. Chỉ cần một lọ chẩm chéo này thôi thì mình sẽ ướp thịt này, ướp cá nướng như thế này này và để chấm nhá mọi người nhá, để chấm. 50.000 một lọ đấy nhá cả nhà nhá, 50.000 một lọ chẩm chéo này. Đó. Trong khi mình sẽ nướng thịt này, nướng cá này, mình sẽ không cần cho mắc khén riêng nữa. Ở trong này có mắc khén rồi cả nhà. Đây mình sẽ cho từng này nhá. Mình sẽ cho từng này này. Mình sẽ bỏ ra từng này để ướp. Để ướp nhá mọi người nhá. Đó, hai con cá mình sẽ ướp từng này thôi. Thêm mì chính mọi người ạ. Thêm mì chính. Mình sẽ không thêm muối, thêm súp nữa mọi người ơi, tại vì trong chẩm chéo này có hết đầy đủ rồi. Trong một lọ chẩm chéo này có đầy đủ hết rồi nhá mọi người nhá. Mình sẽ thêm mì chính thôi, thế là ướp thôi cả nhà. Rồi là để chấm này, để cho vào món lẩu này, món nướng này, các thứ để cho được hết. Nhất là món món nướng như thế này, mình sẽ không cần cho mắc khén riêng nữa. Ướp tầm 10 phút là mình sẽ nướng được rồi mọi người ạ. Ai dạ. Làm thế này ra sợ nó không chín. Cá đốt là không bỏ ruột rồi gì hết. Cả con sống luôn. Ăn cả vịa. Ăn cả vịa nó ngon luôn mẹ ạ. Cái mít mình không làm trước. Không làm trước xong ướp sau nó sẽ thấm gia vị hơn, sẽ ngấm gia vị hơn cả nhà. Mình sẽ làm thế này trước xong là ướp chẩm chéo vào thì nó sẽ ngấm gia vị hơn. Út mà. Út với em Mạnh à? Chào chưa? Chào. Vừa đi học về. Em Mạnh này. Chào chưa? Con chào cả nhà. Ok. Ngoan thế nhỉ? Ăn cá đốt nhá. Cá đốt nhá. Nước mọi người. Hello mọi người. Em chào mọi người nha. Đây. Rồi, đốt thẳng nhá mọi người nhá. Đốt thẳng. Ngô kia tí đốt sau. Nhà em Đoàn nhỉ, hay thế nào? Đốt cá trước đi. Từ giờ là bắt đầu rảnh một tí rồi đấy nhỉ. Chuẩn bị ăn cà Tết đấy gần em Đoàn hết ạ. Rồi, mọi người. Cà phê thì gần hết rồi. Cà phê hết rồi.
Em Đoàn có gieo ngô không? Ơ kìa, nương à, ruộng người ta gieo ngô tốt ác kìa. Bên kia kìa. Ngô tốt ác. Đất trống. Mình không chợ, mình không nuôi trâu nuôi bò thì gieo làm gì nhỉ? Mẹ, ngô ai đấy? Biết được. Mỗi nhà một ít thế quá. Cần nương ấy luôn xin nương. Cái gì bỏ ra đi, bỏ ra đi. Xí khói mà. Tí còn uống nước à. Trời này mà ăn cá đốt với lại cơm lam nữa thì ui, thôi rồi, tuyệt vời. Ông mà trời. Có cơm lam à mẹ? Không, không có. Không có từ nào diễn tả nữa. Không có. Ống cơm lam nó hiếm. Không có đâu. Hiếm. Bây giờ vẫn có nhưng mà nó già rồi, nó không ngon nữa. Em bệnh, em bệnh ngại ác thế nhỉ. Chỉnh mũi đi nào. Ôi giời, nhìn ngon rồi cả nhà ơi. Ôi cho ngô vào đi. Đốt ngô vào tí nữa. Chín là ăn, cái này ngô ngọt nhá cả nhà nhá. Ngon quá. Ngô ngọt. Ngô ngọt để ăn lẩu. Cá bóng đêm mình. Ra ngoài chơi này thích không? Cá bóng đêm. Em Mạnh. Thích. Thích nhỉ? Ra đồng chơi này thích nhỉ? Hôm nào lại ăn lẩu nữa nhỉ? Đây kìa kìa, con chim nhiều quá kìa. Con chim nhiều. Răng xuống hết rồi. Quay lại đây xem nào, bác Hoa xem nào. Bé ơi, răng nhổ răng rồi. Nhổ răng rồi thì răng không mọc lại nữa không? Xấu hổ. Xấu hổ. Không biết ạ thì à. Lớn lên khác đẹp trai nhỉ em bé nhỉ. Bây giờ cũng đẹp trai rồi, lớn càng đẹp trai nữa đấy nhỉ. Mình đẹp trai như con béo lắm đấy nhỉ. Đẹp trai nhất xóm, anh Khui bảo thế. Béo 27 cân quá. Bông. Có cả trứng mà, con này. Có trứng quá. Ôi chín chưa em Đoàn, bỏ ra ăn đi, tối rồi cả nhà. Tối rồi tại vì là gói hàng đi gửi hàng xong mới ấy, hơi muộn nhé cả nhà nhé. Ngô lấy sau đi nhỉ. Ngô lấy sau ăn cá đốt trước nhé cả nhà nhé. Nhưng mà cho vào kiểu đây, đây đây. Cho giấy vào đi. Lấy lá chuối nhỉ. Đéo, đéo. Đấy, từ từ. Còn cứ từ từ. Áo xuống. Thôi nhé. Không làm vỡ được. Wow. Bây giờ sẽ làm chằm chéo cho mọi người. Ít thôi, ăn hết rồi. Cay lắm đấy. Nhiều ăn cay mới ngon. Ăn cay mới ngon, ngon ngon cay cay nhỉ. Chính, nào út. Út thử rồi. Cay nhưng mà cay ngon mà nhỉ. Cho nước đi, cho nước đi. Cho nước lọc vào. Cho ít nước mắm nữa. Mạnh không ngồi vào đấy à? Bên thôi xếp con bỏ ra đi, con ngồi vào cái này. Để thế được rồi. Chị bà chị rồi mẹ. Ăn đi ăn đi. Mời cả nhà nhá.
ngon lắm cả nhà ơi. Con cứ từ từ. Ui ôi, ngon thế. Có trứng kìa. Cho hai đại ca kia trước đi. Đấy. Cho hai đại ca trước đi. Đây. Cho anh Khôi tự ăn, anh Khôi lớn rồi. Nóng rồi, ăn đi. Đấy. Bây giờ tím ăn, mày ăn. Nếu lá phát ban mọi người ạ. Đấy. Lá chát. Cái này ngon hơn. Ôi dồi, ngon thế này. Thành quả quá là ngon. Đến lá chát cho mọi người nhé. Lật nước xong lá lá xương. Lật nước xong em mời mọi người nha. Quá ngon mọi người ạ. Tuyệt vời đúng không? Ngon lắm. Chấm chéo. Mời mọi người nha. Diệp ăn cay ác đi Diệp ấy. Ngon. Cay nhưng mà cay ngon nhỉ mọi người nhỉ. Quyến mất gram men này không được ăn à? Ngon quá. Ngon quá. Mẹ có chấm không? Quá chấm, chấm đi, chấm chấm mới ngon chứ nhỉ. Mút cả tay. Chấm mút cả tay cho mình. Căng thật rồi. Tao chấm ngon, đi ngon đi thôi. Cũng không cay mấy mà. Con phải mời cả nhà nhé. Quá là ngon. Em nó quá ngậy. Đây, em bé nhỉ. Em bé bảo em nó quá ngậy. Đây chị đây. Ăn đi. Ăn đi. Ừ. Cái quay lại không được mình. Ăn. Lại mất cả ăn. Mình thì có người làm cho thích quá. Ngon thế, trứng nó ngon thế nhỉ. Thích ăn trứng quá. Thích ăn trứng. Từ từ nhá. Hơi đắng à? Hơi đắng. Hơi đắng á. Hóa ra là cái này. Chấm anh nó ăn. Má thật chéo ngon. Quá là ngon. Lâu lâu không ăn nhỉ. Lâu không được ăn ngon thật. Lâu lâu ăn ngon. Đó là màu hàm mỏ đúng không? Với lại thời tiết lạnh như này nữa. Ăn khá là ngon. Tay ăn kiểu này ngon ngon. Thế nhỉ. Hay đắng chỗ này đó. Trứng nó ngon thế mọi người ạ. Wow. Nhiều ăn nhỉ. Đây. Ủa ơi. Ngon thế. Đây dẹp đây. Xin. Ngon lắm. Ngon chưa mọi người? Đây cho chị qua đây. Rồi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Em ăn đi. Đây, đây. Chị ăn miếng. Hết mất rồi còn gì nữa. Đấy đấy, có mà đây này. Ở dưới này có mà. Này, nhiều mà. À. Đây. Đây là 2 miếng đã hết rồi. Đây, nhiều lắm. Ôi, ngon nhỉ, ăn đi. Ôi. Ăn cả vỏ luôn. Này phải ghém cả sả. Có sả. Đấy. Ngon. Béo. Béo ngậy nhỉ. Người béo thì không ngậy. Sao không bảo người béo ngậy nhỉ? Người béo thì bảo là béo xấu. Nó không béo. Nó hết bên trái rồi mẹ. Quên mất. Quên cho ông thổ ông nghĩ ăn. Quên mất cho thổ địa. Ừ.
kia là cháy mất. Chín rồi thôi bộ. Thôi từ giờ chín thì ăn sau. Chưa ngon đi mày. Ăn lúc nóng mới ngon đấy cả nhà. Tranh thủ đi. Tranh thủ ăn nhanh lên đoàn ạ. Trời sắp tối rồi. Bơ. Mình cần cá tay mình mới được nuôi. Cái bộ có phận lòng này. Ngon thế đấy. Ngon. Nó đắng đấy nó. Trứng à? Bên kia có mi à? Trứng à? Con kia không có trứng à? Để em xem không. Đây mẹ. Con có trứng rồi. Con này kìa. Con kia. Con kia không có trứng chứ nhỉ? Có hai con. Đắng à? Đắng găng, đắng lòng của nó đấy. Đắng lòng của nó. Đắng pịa của nó đấy, ăn đi. Món pịa này nó ngon lắm. Pịa gà mà, pịa cá mà. Thì nó nguội là không ngon mất rồi đấy. Đúng. Ăn cái này phải ăn nhanh mọi người ạ. Ăn buồn sống lâu. Cái sâu tốt lúa. Cái gì? Sâu mất từ. Cái gì? Đang ngon. Đang ngon rồi nhỉ. Đố bốc ăn nào. Ok. Cá chung với. À. Cá con kia. Cái này à? Ừ. Đây chỗ nào chỗ này nhá. Ừ. Bé lấy đi bé. Lấy cái nào để lấy xong. Ngon không? Nó ngon đúng không? Nó bị sao? Nó bị đắng. Đắng à? Đắng bị dính mặt mà đắng ngon. Ngon đúng không? Không. Mẹ lấy thịt cá. Ừ. Quên mất này, ăn cơm thật sự. Ăn cơm ghém. Anh bảo là thiếu cơm với cả quê bảo là thiếu cơm. Cơm mọi người ạ. Thiếu cơm ghém cơm thì tuyệt vời. Ăn chán. Ăn chán à? Thiếu cơm là ăn chán à? Có nước ngọt là được rồi nhỉ. Không nước ngọt làm gì no út. Thương nhiều quá. Hay lắm. Nhắm xảm ngon. Quá đa. Đá quá, cô ca ơi. Quá đa nhỉ. Mẹ. Xem ngồi nhá. Xem em nhá, xem xương đấy nhá. Xem xương nhá. Ăn nhanh quá là gì, hóc xương. Ê mẹ, mau không, con cá rồi. Có quay bóc cái này không? Quay. Mang ra đây. Mang ra đấy à? Đấy, ngô chín rồi mọi người ạ. Nóng quá. Nóng rồi. Mẹ lấy thịt. Từ từ. Các bạn ạ. Nóng quá mọi người ạ. Nóng quá. Ngon quá. Nóng. Nóng quá. Nóng. Ghi ra nóng quá. Thì ngon quá, ngô quá. Đó, cháy hết cái kia. Cháy cả ớt. Đem thôi. Đem thôi. Ngon mà. Bát nó qua này. Tay này lật con đi, lật ngược con đi. Mẹ lấy thịt. Lấy chỗ nào mới nhỉ? Thơm đây. Lan nhá. Bóc ra. Có biết bóc không? Ủa đây nóng lắm. Ăn chung nhau một cái. Ăn chung nhau á? Mà có bóc được không ấy? Nó nóng ấy. Nóng. Ăn chung nhau thế kìa. À nóng. Ừ. Đây. Vừa nóng vừa phê. Cái cầm cái này ăn thôi.
bẻ cho em đi, Diệp. Không bẻ đâu. Cho chị bẻ cho. Khoan. À. Thế thì mình làm à? Ôi lớn rồi. Ôi lớn rồi, ôi rồi ơi. Lớn rồi, lớn rồi. Nó lớn rồi. Không cho ai làm cho. Chia nhau à? Hai người. Tôi đùi hai người đại ca chia nhau à? Ăn chung nhau thôi. Bẻ ra chia nhau. Ăn luôn đi. Để em mời mọi người nha. Ngô ngọt mọi người. Ngô ngọt. Ngô người ta hay cho vào lẩu ấy. Đúng là ngô ngọt. Ngọt thật sự. Ngọt ngào. Tay của mình. Tay của mình. Cầm cá và cầm ngô thế nhá, chả thế. Phê. Em bé bảo phê kìa. Phê phê. Ngoan rồi à. Bóc ra. Ngọt như anh mới à Diệp. Chưa có anh nào làm gì biết anh mới anh cũ đâu nhỉ. Nóng à? Nóng luôn. Này. Có muốn gì chị? Muốn gì? Ghém cả mấy ăn. Nó có tanh này. Con mới nhớ nhớ dập. Tối rồi cả nhà ơi. Tối rồi, tí lại không biết đường về không. Em xin tắt máy tại đây nhé cả nhà nhé. Cô chú anh chị nào yêu quý kênh của em, hãy cho em xin một nút like, một nút chia sẻ và đặt hàng nhé. Đặt hàng ủng hộ em với em Đoàn nhé mọi người nhé. Hai chị em vẫn ship được chẩm chéo toàn quốc nhé cả nhà nhé. Cô chú anh chị nào yêu quý hai chị em hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, đặt hàng. Đó, em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào cả nhà nhá. Hẹn mọi người ở video xin tiếp theo. Xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người. Con muối kia nhờ các nhờ.